Dạ chào ông. Hân hạnh. Ông đã không sao rồi chứ? Không sao. Ừ. Hay là qua bển ngồi đi. Dạ được. Cảm ơn. Nhất này có làm cái gì nhiều nhất gì? Chỉ đóng quảng cáo thôi. Vậy hả? Đóng phim quảng cáo à? Cái súng của ông đụng trúng tôi kìa. Xin lỗi nha. Nhưng mà nói như vậy chắc lúc này có khá lắm rồi. Là cái gì vậy? Sao ông lại có hai cái súng vậy? Phải đó. Anh đợi một lát nha. Anh hai à, tôi sợ anh hai rồi. Anh hai cho tôi nửa tiếng đồng hồ thôi. Chỉ nửa tiếng đồng hồ là cái gì cũng xong hết. Đừng kiếm chuyện nữa nha. Nghe đầu không cho đỡ buồn đi. Làm ơn nha. Đúng là cái thằng lanh miệng. Hết được đụng vô rồi. Sao hả? Hay. Cái súng thứ ba.